Chào các bạn, thì trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để cắt và dán cái lớp đế xốp vào trong mặt đế dây len của mình ha. Đây là cái phần thân dày mà mình đã móc sẵn nè. Khi dán cái lớp đế xốp này vào trong mặt đế dày len á, thì nó sẽ giúp cho cái đế dày của mình nó có cái độ cứng cáp, thì bé tập đi nó sẽ dễ dàng hơn ha. Dụng cụ mình gồm một tấm đế xốp nè. Đối với cái mặt đế xốp này thì cái đặc điểm ở phía sau nó sẽ có cái đường vân đá như thế này, nó sẽ giúp mình chống trơn cho bé khi tập đi ha. Và để dán thì mình sẽ sử dụng súng bắn keo. Ở đây mình sử dụng súng bắn keo nến nè. Và cái súng này nó sẽ sử dụng cây keo có cái độ dày là 0,8cm ha. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cho mình keo 2cm thì cái đầu keo đó nó sẽ có cái loại súng to hơn ha. Ngoài ra thì mình còn sử dụng thước dây, đây là mẫu thước dây nè, một cây bút ha, kéo để cắt cái phần đế xốp, một cây kim khâu, hoặc là các bạn có thể thay thế cho mình những vật dụng có cái đầu nhọn để mình vẽ mặt đế ha. Để đi vào dán cái phần đế xốp thì các bạn sẽ móc cho mình một cái mặt đế dày len như thế này. Thì mẫu đế này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước, các bạn có thể nhấp vào link bên dưới tham khảo ha, và tăng size cho mẫu mặt đế của mình để thích hợp với chân của bé. Và sau khi đã móc được cái mặt đế dày len rồi thì các bạn sẽ tiến hành vẽ cho mình một cái lớp đế xốp trước ha. Tức là khi ta móc cái đế len xong rồi mình sẽ tiến hành vẽ đế trước, rồi mình mới móc lên cái phần thân. Ta sẽ áp sát mặt đế dày len vào trong cái phần đế xốp nè. Thì đế dày của mình có cái chiều dài là 13cm, độ rộng ở phần đỉnh dày là 6cm và gót dày là 5cm. Để dễ thấy được cái đường vẽ hơn thì mình sẽ sử dụng bút để vẽ nè. Áp sát cái mặt đế dày len vào trong mặt đế xốp ha, thì các cái điểm mà mình cần để ý đây, khi áp sát vào thì điểm các bạn để ý cho mình nè là điểm đầu, một điểm ở phía cuối dưới, hai điểm ở hai bên phần gót và hai điểm ở hai bên của phần đỉnh dày nè. Thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành dùng bút và mình vẽ sát theo cái đường, theo cái mép của mặt đế dày len ha. Lưu ý khi vẽ các bạn sẽ sử dụng cho mình cái bút mà mình sẽ vẽ nhẹ thôi nha, để mặt đế dày len của mình nó không có bị xích vào trong. Đây, vẽ sát vào cho mình cái mặt đế len nè. Vẽ đến đâu thì sẽ giữ cho mình mặt đế len ha, để mặt đế len của mình nó được chắc chắn hơn. Sau khi đã vẽ được cái mặt đế len vào trong mặt đế xốp rồi nè, thì ta sẽ có được một cái form dày như thế này. Khi đo lại nè, thì chiều cao của phần đế của mình nó sẽ là 13cm, độ rộng đỉnh dày là 6cm và độ rộng của gót dày là 5cm ha. Thì nó sẽ bằng với cái mặt đế mà mình vừa móc rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành bo cong lại để phân biệt chiếc trái phải nè. Các bạn sẽ chia cho mình cái mặt đế xốp này làm 3 phần ha. Đây, chia cái mặt đế xốp này làm 3 phần nè. Sau đó mình sẽ đánh dấu 3 phần mà mình vừa chia. Đây, ta sẽ đánh dấu 3 phần mà mình chia nè, nó sẽ đều nhau như thế này. Thì từ hai cái điểm chính giữa mà mình vừa đánh dấu ở đây nè, các bạn sẽ tiến hành vẽ cho mình một đường nhỏ bo cong lại bên trong nè. Đây, từ cái điểm này ha, mình sẽ tiến hành vẽ bo cong lại và nối lại với cái điểm bên dưới. Đây sẽ là chiếc giày ở bên phải ha, ta sẽ bo cong mặt trong nè. Khi đã có được cái form như thế này rồi thì tiến hành dùng kéo và cắt cho mình cái mặt đế xốp này nha. Ta sẽ cắt theo cái đường mà mình vừa vẽ được nè. Cắt đến cái điểm mà mình đánh dấu nè, chia làm 3 phần á, thì tiến hành có cái đường bo cong ở đây, cũng cắt cho mình cái phần bo cong này ha.
Sau đó mình sẽ cắt luôn đến cái phần gót giày nè. Sau khi đã cắt được cái mặt đế như thế này thì mình tiến hành đo lại nè. Đây là chiếc ở bên phải ha. Đây các bạn sẽ tiến hành đo lại cho mình nè. Ta được chiều dài là 13 cm, độ rộng ở cái phần đỉnh giày là 6 cm và độ rộng ở gót giày bên dưới là 5 cm, thì nó đã bằng với cái mặt đế mà mình vừa móc ban nãy rồi. Để cắt tiếp cái chiếc giày ở bên trái á, thì các bạn sẽ tiến hành úp ngược cho mình mặt đế bên phải vào cái tấm đế mà mình vừa cắt nè. Thì chiếc bên phải khi úp ngược lại thì mình sẽ vẽ ra được một chiếc ở bên trái ha. Lưu ý cái dấu mực mà mình cắt ở đây nè, khi các bạn dán đế vào trong cái bế len của mình á, thì nó sẽ bị lem mực, nên các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái đầu kim hoặc là những vật dụng có cái độ nhọn nè, để mình vẽ cái phần đế thứ hai vào ha. Úp ngược cho mình mặt đế vào trong nè. Sau đó sử dụng cái vật nhọn và mình sẽ ấn thật mạnh vào các cái đường mép của cái mặt đế mà mình mới vừa cắt ha. Đây, ta sẽ dựa vào cái mép mà mình vừa cắt nè, các bạn sẽ vẽ vào, vẽ cho mình toàn bộ cái khuôn đế này ha. Lúc này nó sẽ hiện ra một cái đường gờ như thế này, thì các bạn sẽ dựa vào cái đường gờ này và mình cắt cái mặt đế còn lại, thì nó sẽ không có bị lem mực cho cái phần đế xốp của mình ha, khi dán vào đế len á. Và cái phần bo cong này nó cũng tạo ra cái chiếc giày bên trái của mình, bo cong ở hướng bên trái nè. Và mình có thể phân biệt được chiếc giày bên trái và bên phải ha, khi ta dán cái mặt đế xốp vào. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn dán đế nè. Khi các bạn đã móc được cái mẫu mặt đế này rồi thì tiếp tục các bạn lên cái phần thân giày cho mình. Hoặc là một số bạn khi móc cái phần thân giày nó không có được đều á, thì các bạn sẽ dán đế xốp trước, sau đó mình mới móc cái phần thân ha. Đối với cái mẫu mà mình móc cái phần thân giày lên trước nè, thì khi dán cái mặt đế xốp vào trong mặt đế giày len á, các bạn sẽ tiến hành đưa cho mình cái phần thân giày ướm vào trong mặt đế giày ha. Đây, các bạn sẽ ướm cho mình khi nào mà cái mặt đế nó sẽ thẳng hàng với cái đế len mà mình móc ở đây nè. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu dán nè, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn dán cái mặt đế ha, dán mặt đế vào trong mặt đế xốp để dễ thấy cái đường dán hơn á. Ta sẽ ướm mặt đế len vào trong mặt đế xốp. Đây, các bạn sẽ ướm cho mình cho các cái điểm gờ của nó được xếp vào nhau nè. Ở mặt đế len thì nó có cái độ co giãn nè. Khi các bạn dán cái mặt đế len vào trong mặt đế xốp á, thì mình sẽ canh chỉnh được cái độ co giãn của mặt đế len để vừa ôm sát với cái mặt đế xốp ha. Thì mình sẽ ướm vào cái mặt đế xốp nè. Sau đó mình sẽ dán từ cái phần đỉnh giày xuống cái phần gót giày ha. Nó đã vừa khít với nhau rồi nè. Các bạn gấp cho mình một phần của đỉnh giày xuống, của đỉnh giày len ha, gấp xuống nè. Sau đó cắm điện cho keo nóng chảy. Và khi keo đã nóng chảy rồi, mình sẽ bôi một phần nhỏ ở trên đỉnh giày trước. Các bạn sẽ bôi keo đều ha. Lưu ý ở cái phần mép nè, các bạn sẽ bôi keo thật kỹ vào ha. Sau đó sử dụng hai ngón cái và mình ấn nhẹ cái lớp đế len để cho lớp đế len nó dính vào mặt đế xốp. Được một đoạn dính rồi nè, thì các bạn sẽ đợi keo khô trong vòng 5 cho đến 10 giây ha, thì lớp keo của mình sẽ khô lại. Và nó sẽ giúp cho mặt đế len bám dính vào mặt đế xốp được chắc chắn hơn ha. Ta có được một điểm cố định rồi thì quay ngược cái mặt đế lại. Đẩy cho mình cái phần đế len xuống phía dưới nè. Tiếp tục sẽ dùng keo và các bạn bôi tiếp cho mình một phần keo nữa vào một phần của mặt đế giày nè. Để cho keo nó không bị nhanh khô quá thì các bạn sẽ bôi cho mình một phần ngắn thôi nha. Hoặc là những bạn nào mà quen rồi thì có thể bôi một đoạn dài để mình dán đế cho được nhanh hơn. Thì những bạn nào không quen tay thì các bạn dán cho mình nè. Bôi keo đều ở một phần ngắn cho cái mặt đế của mình. Sau đó tiếp tục dùng hai ngón cái đẩy cho mình mặt đế len để áp sát vào mặt đế xốp.
Đây, ta đã dán thêm được một phần của đế len vào đế xốp rồi ha. Cũng đợi keo khô trong vòng 5 cho đến 10 giây là keo của mình sẽ khô lại. Tiếp tục nè, đẩy đế len xuống phía dưới và bôi keo thêm một lần nữa ha. Các bạn sẽ bôi keo cho mình dần dần cho đến hết cái mặt đế. Ở cái điểm chính giữa của mặt đế nè, khi các bạn bo cong lại thì lúc mình dán cái mặt đế len vào trong đế xốp á, thì các bạn sẽ đẩy nhẹ cho mình nè, dùng tay đẩy nhẹ cái mặt đế len cho mặt đế len nó áp sát với cái mặt đế xốp ha. Đây, ấn nhẹ vào nè. Những cái phần keo mà bị thừa ra bên ngoài thì mình có thể dùng kéo bấm chỉ á, các bạn bấm cho mình cái keo thừa đó đi ha, cho cái đế giày của mình khi dán vào nó được hoàn mỹ hơn. Thì mình sẽ tiến hành dán hết cái phần gót giày. Như vậy là mình vừa dán được cái mặt đế len vào trong mặt đế xốp rồi ha. Đây, mình sẽ dán được chiếc giày ở bên phải và chiếc giày ở bên trái, các bạn cũng làm tương tự cho mình ha. Khi các bạn dán ở phần bo cong thì nhớ dùng tay ấn nhẹ cho mình cái phần đế len vào trong mặt đế xốp á, để mình có thể phân biệt được chiếc trái phải nè. Hoặc có một cách khác để lấy phần keo thừa là các bạn có thể sử dụng cho mình bật lửa, mình hơ cái đoạn keo này để cho keo nóng chảy và mình sẽ tiến hành dứt cái phần keo ra ha. Thì mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách dán cái mặt đế len vào trong mặt đế xốp nè. Các bạn có thể dán đế xốp vào trong mặt đế giày len trước, sau đó mình mới móc thân giày đi lên ha. Còn ở đây thì mình sẽ móc sẵn cái phần thân giày trước để cái phần thân giày của mình móc được dễ dàng hơn ha. Sau đó các bạn cũng làm tương tự nè, canh chỉnh cho mình cái phần giày len thẳng hàng với cái mặt đế xốp, sau đó mình cũng dán từ đỉnh giày đi xuống ha. Khi dán mặt đế xốp vào trong mặt đế giày len á, thì nó sẽ giúp cho mình có thể phân biệt được chiếc trái phải cho mẫu thân giày của mình và giúp cho phần mặt đế của mình được cứng cáp hơn ha. Chúc các bạn thành công!